Hai, chào cả mọi người nha. Tối nay ăn cháo lòng. Đó. Tối nay thì ăn cháo lòng. Chiều thì hứng cái nhỏ em nó có bầu á. Đó. Ăn muốn cháo lòng, nó cháo lòng sáng giờ. Mình sẽ ăn cơm. Đó. Mình giờ được ăn. Giờ nêm chút gia vị đi nha. Mắm. Mắm vô. Cho một ít dưa vào. Và điều không thể thiếu là tắc. Tắc phải nặng 3 trái mới ngon được. Tối nay mũi quá. Thấy quê mình nữa. Mũi U Minh mà. Thêm thử ớt, ớt nhà xay nha. Nên xay luôn đó. Con cháu lòng thì ớt nha. Hai bốn gà phải đây nha. Này nồng quá. Nằm bây giờ sướng mộng. Mình trắng thì cái lát ăn cơm cái này chứ không trắng mình lát người tịt thì lát ha. Thank you.
Vậy mới ngon cả nhà. Xin chào mọi người, video này kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video.